ฮัลโหลcòn thân tay thì do bận do mà tía đã nuôi con dốc lên hai mươi mấy năm trời tiếc cũng mang hoàng dương mai mốt đây con đem thân đi làm ghẻ là cả cuộc đời con trao con cho người ta bỏ tiếng con đang trong bóng sẽ tôi già những lúc tía buồn ai mua mồi cho tía nhỏ cái chuyện rượu chia mồi á con hỏi phải lắm cái chuyện đó để thành xấu già nó lo cho tiếc gì không sao nhưng nay dung xa còn lão thân ta giờ nghe bây yêu tôi thì tuyệt cũng trong tới nay người ta thường nói nhất nam tiếc hồ còn thăm nữ bởi vậy cái nhà này chỉ có mình con là bạn nhậu của tía nên buộc lòng tía thương con những con của tía nay về làm vậy xôi cô tía biết bỏ được từng chiều hai cánh con lòng đông thì lòng tía cũng mừng vui đôi chút nhưng nghĩ tới chuyện làm rể thì tía vừa thương vừa lo sợ trong lòng không biết người con có làm đẹp già tía ra làm ghế bốn chục năm rồi nên tía biết cay đắng trăm bề nhậu có lắm mẹ ơi nếu con có nhậu nhiều má vợ con có gầy đó con hãy gì thương vợ mà nghe lời chỉ số của tía đi đứng đàng hoàng hai mươi mấy năm trời sống êm đềm bên tía nay một cuộc xa rồi bao hình ảnh tâm về sống bên những kẻ lạ người xa không con
Thật thảo gian lao đến đâu cũng cùng gắn gì. Nhưng biết làm sao những ai cũng đi đâu thì ơi tiếng ai nhậu bên nhà ôm chồng khó. Âm thanh